Gương mẫu, nghiêm túc, có lối sống giản dị, hòa đồng và phong cách chỉ huy linh hoạt, trách nhiệm. Đó là nhận xét của đồng đội khi nhắc tới thiếu tá Lương Thái Dũng, chính trị viên tiểu đoàn kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, một điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân 5 năm qua, không ngừng phát huy lối sống văn hóa của người chiến sĩ thủ đô, trung thành, trí tuệ, sáng tạo, văn minh. Người cán bộ chính trị mẫu mực này là hạt nhân đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trước khi về công tác tại tiểu đoàn kiểm soát quân sự 103, thiếu tá Lương Thái Dũng là chính trị viên phó tiểu đoàn thông tin 610, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trải qua 10 năm công tác trên các cương vị và đơn vị khác nhau, đồng chí Dũng luôn đi đầu trong mọi hoạt động, chủ động nắm chắc nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên học hỏi kinh nghiệm ở cấp trên, đồng đội, tìm tòi, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý đơn vị. Tiểu đoàn 103 có nhiệm vụ kiểm soát quân sự, duy trì kỷ luật quân đội, canh gác bảo vệ các mục tiêu quan trọng và trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của Đảng, nhà nước trên địa bàn thủ đô. Chính vì vậy mà cán bộ chiến sĩ đơn vị thường xuyên hoạt động phân tán nhỏ lẻ. Do đó, trên cường vị là chính trị viên tiểu đoàn, đồng chí Lương Thái Dũng xác định, việc xây dựng bản lĩnh chính trị, phương pháp tác phong công tác của người chiến sĩ thủ đô là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, Thiếu tá Lương Thái Dũng cũng đã cùng chỉ huy đơn vị xây dựng và duy trì hiệu quả một số mô hình như mô hình giáo dục chính trị về các vùng biển Việt Nam hay mô hình tủ sách Bắc Hồ được nhiều cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hưởng ứng siêu tầm tư liệu, đóng góp xây dựng. Đến nay, tủ sách của tiểu đoàn đã có trên 500 đầu sách về bác. Không bao giờ bằng lòng với những gì mình đã có, chính phương châm đó đã thôi thúc Lương Thái Dũng không ngừng rèn luyện bản thân để có thêm nhiều thành tích trên từng cương vị công tác.